Hello, what's up mấy anh em? Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Pu Béo. Thì lại là mình đây. Ok, thì vào một buổi sáng đẹp trời ngày thứ 6, ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021. Và hết ngày hôm nay thì sẽ là năm 2022. Một năm cũ đã qua và một năm mới đã chuẩn bị đến. Ok, anh em thì đã chuẩn bị được gì không? Năm nay thì của mình thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả mọi người ơi. Toàn là sự xui xẻo thôi. Và khi vào con game này thì chúng ta sẽ lại được một nhìn thấy một sự kiện tiêu phí lại sắp ra rồi mọi người. Ok. Sự kiện tiêu phí cũ thì còn đúng 16 giờ thôi. Và không biết sang năm mới thì Rami sẽ có cái gọi là một sự kiện gì đó mới không chứ, hay là sự kiện cũ thì nói như là game sắp kém luôn rồi. Rami mà không quan tâm đến cái con game nữa thì thôi rồi, game sập thôi. Và đây là ngày mùa thì mọi người mà chưa nhận cái VIP code VIP tháng này thì nhận đấy mọi người, ngày cuối rồi đó. Ok. Và một ngày cuối cùng thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Ok, cũng là thương ạ. Ngày cuối cùng à. Cuối cùng thì vẫn làm như bình thường thôi. Mong ngày mai một năm mới sẽ ra sự kiện mới để anh em có tiêu phí mọi người ạ. Tích kim cương quá lâu rồi vẫn chưa kịp tiêu phí. Hôm nay mình sẽ cho cái gì đó ngon ngon chứ không là chán lắm đây. Để hãy trình ok. Thì một ngày bình thường thì vô những làm những bộ bình thường hơn em hàng ngày thôi. Rồi thua thì chịu đấy, thua được mà thua. Thua thích quá là được. Phi đam cao nhất luôn. Đi vài ván đệ hạ. Trần vẫn là nào. Kiếm ít berry. Berry. Không biết là mọi người đã chuẩn bị đi học lại chưa nhở? Nghe nói là sắp chuẩn bị đi học lại đó mọi người. Là tầm mười mấy tháng một ấy, có tùy vùng nữa. Mình ở trong miền Nam thì nghe nói đông bão vậy thôi, còn ở ngoài miền Bắc hay miền Trung gì đó có vẻ là một số nơi đã đi học lại rồi, còn chỗ nào mà bùng dịch ghê quá thì vẫn chưa học lại. Mọi người Tết nhất này năm mới này nhớ những sức khỏe nha, chứ không ạ. Dịch phát nữa thì thôi rồi, hết năm 2023 là coi như là học online luôn nguyên năm ấy mọi người. Buồn luôn á. Buồn của năm luôn. Đấy, cặp đội hình này đi win hết được không bà? Mình cũng được. Chắc được đấy. Bậy. Nó khó chịu về nha. Nó mê hoặc phát. Làm tem tự đánh cầm mình luôn. Quả phiền chất lượng nữa nhỉ. Mà rất ít người xài lắm nha. Tại mình không cũng không có tiền kháng hiệu ứng. Bậy rồi. Ăn quả mê hoặc phát. Chết đem lại. Rồi bắt đầu rồi đấy. Ui. Rồi, vẫn cự được. Chống cự được, đúng rồi. Vẫn sống được, hên quá. Quá tam ba bệnh mọi người ạ. Ừ.
video này chủ yếu là tán dóc với mọi người thôi, cũng chẳng có gì cả. Mình vô thì cũng chỉ làm những nhiệm vụ hàng ngày của mình và chúc cho mọi người có một năm mới thì thật là may mắn, bình an. Thế thôi. Ok. Cấp 9 à? Giờ mấy nhà có đâu gần là không đánh lại. Chịu đấy. Đánh lại nè. Mình có sẽ để kia cốt tuần ở dưới phần mô tả cho mọi người, nếu ai khi nhập thì nhập luôn mọi người. Con game này chắc giờ cũng ít người chơi lắm rồi. Chịu thôi. Rồi một. Rồi ai cũng sẽ chán thôi. Mình gắn bó với con game này cũng là hình như là cũng hơn một năm trời đấy, đã lâu rồi. Mà mất vẫn cùi quá mọi người. Giờ đang kiếm mấy con game khác chơi đây. Mình đang cày con game hại tặc tí không mọi người ạ. Con game đó mình cũng bỏ lâu lắm rồi ấy. Mình mới chơi lại thôi. Chắc mọi người hình như là lần mình chơi cũng mệt 2-3 năm trời chứ. Giờ mới chơi lại. Lần trước là bị lừa. Còn nhỏ mà lừa, bị người ta lừa lấy mất đạc luôn, thế là bỏ luôn em. Tuyệt vời luôn. Giờ thì chán quá ai chơi lại. Trên con game là mấy con game trên là điện thoại mobile thì mình chơi được không? Mấy game à? Mình lại không. Người không biết mọi người có chơi liên quan gì đó không, chứ mình không chơi game đó. Kiểu lười á. Mấy kiểu mấy con game mà kiểu đánh nhau mà ấy thì mình lại thích chơi PC hơn. Kiểu Liên Minh á. Đấy, Liên Minh điện thoại này mình lại thích chơi PC hơn là chơi phiên bản Liên Minh Thực Chiến. Chơi dưỡng hao pin nữa. Just to find somewhere.
Ok, thì video của mình đến thôi. Hẹn anh em một video vào ngày mai. Ok, chắc chắn sẽ ngày mai sẽ có video mới rồi. Ngày mai là ngày đầu năm mà. Là một cái hành trang cho mọi người. Ok, tạm biệt anh nhá. Bye bye, hẹn em tại một video sau. Bye bye.